Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, bể trên ban phúc. Tài lộc ùa về, trúng số liên tiếp, 100 tỷ cầm tay trả sạch nợ nần, đổi đời xứng tầm đại gia, giàu có đến già. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, ở đời đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau mùa đông chính là lúc xuân tới, sau khó khăn chính là lúc thuận lợi. Vậy nên người đừng quá bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản. Nhân sinh muôn nẻo khó khăn cũng là điều kiếp người khó tránh, nhân sinh một kiếp cũng như cây kia một đời. Cây chẳng gió cây nào lớn nổi, người không hoạn nạn người sao nổi lớn khôn. Cũng như sau cơn mưa sẽ có ánh cầu vồng, sau đêm tối át là bình minh rực sáng. Thế nên vấp ngã không đáng sợ, chỉ sợ rằng ngã rồi không dậy được mà thôi. Đôi khi vấp ngã chính là thảm lót của con đường thành công. Làm người ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, ai thành công mà không đôi lần gục ngã. Cái cám cảnh về đoạn ta cống hiến nhưng không nhận lại, ta nỗ lực nhưng không có thành tựu, ta đợi chờ nhưng không thu được sự công nhận về thân, âu cũng là điều dễ hiểu trong cái đoạn vừa rồi. Giờ là lúc không cần quá phiền lòng hay bận tâm về những tàn dư của quá khứ. 3 năm đã qua nhìn lại là nhiều tiếc nuối, dọc ngang lắm đều trăn trở. Bao lần tặc lưỡi kèm một chữ nếu, bao lần chằn chọc cho sự biết trước mà mình lại không tuân thủ làm theo. Quá khứ là thứ Tân Sửu không thể thay đổi, nên thay vì phiền muộn cho những gì đã qua, hãy mạnh dạn đứng lên cho đoạn thời cơ cận kề ở phía trước, kẻo vài 3 năm sau nhìn lại tiếp tục trăn trở cho cái đoạn hiện giờ. Theo luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý cô bác Tân Sửu sinh năm 1961, đặc biệt trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch, quý cô bác sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ bỏ chữ đen, mà ban cho tài cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý cô bác mà biết nắm bắt thời cơ này, thì 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch này không phải nghĩ, tiền vào như nước, trả hết nợ nần. Gia đình êm ấm hạnh phúc, phạm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa, nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé! Thưa cô bác Tân Sửu thân mến, không ai tự nhiên sinh ra đã tài giỏi, người ta cần học hỏi và trau dồi tri thức, cũng không ai tự nhiên sinh ra đã thông tuệ và nhiều kinh nghiệm thông thái, người ta cần trải nghiệm đủ góc độ mỏi mệt của nhân sinh, kiên cường không phải là bẩm sinh. Nó là sự lựa chọn, kiên trì không phải là thứ trời ban, nó cũng là một khả năng được rèn giũa. Trải đời bao năm có lẽ cô bác đã quá thấu hiểu sự đời rồi. Cuộc sống luôn thăng trầm biến động không ngừng, người người ai cũng phải bon chen lăn lộn để mà kiếm cho được đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Đâu phải chỉ sống cho riêng bản thân mình, mà còn phải lo cho những người thân yêu cùng chung sống dưới một mái nhà. Và càng lớn tuổi thì trách nhiệm đó càng nhiều, bởi thay vào những nỗi lo thời con trẻ khi đi học, tìm việc làm, hay là chớm nở tình yêu trai gái, thì đến độ tuổi ngũ tuần lại là những nỗi lo về nhà cửa đất cát, lo cho con cho cháu, rồi tới dỗ chạp, ngày lễ lớn nhỏ trong gia đình và họ hàng nội ngoại. Rồi đến tuổi lục tuần thì lại lo tuổi già có được một khoản tiền tiết kiệm đủ để không phải bươn trải ngoài đời và không là gánh nặng sự bận tâm của con cháu. Chính vì vậy mà việc nắm bắt được vận trình của mình trong tương lai là mong mỏi lớn nhất và cũng là điểm dựa tinh thần ổn định nhất dành cho quý cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Theo tử vi 7 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Tân Sửu âm lịch, bước sang tháng mới, cuộc sống của người tuổi Tân Sửu có thuận lợi, cũng có khó khăn.
khuyên Tân Sửu phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bé xé ra to, tự đẩy mình vào rắc rối. Tam hồi chiếu mệnh, nhìn chung công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi, người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nếu phải tham gia thi cử, học hành cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, những thành tích Tân Sửu gặt hái được có thể sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, ngấm ngầm bày trò hãm hại. Phương diện kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa, nên bản mệnh có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, Tân Sửu cũng cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có những bước tiến đáng kể trong 7 ngày đầu tháng 4 này. Dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hợp, tị dậu sửu, thời điểm này bạn có cơ hội gặp được những người đồng nghiệp, cấp trên tốt, đối phương sẵn sàng chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn đọng để bạn tiến bộ nhanh hơn. Vì thế, người tuổi Tân Sửu trong tháng mới này, dù trong mọi tình huống, bạn hãy luôn giữ một thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp cho bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Đối với những người tham gia thi cử, ứng cử hoặc tuyển dụng, bạn cũng có thể gặt hái được thành quả đáng mừng. Bạn là người luôn chuẩn bị đầy đủ những kiến thức cần thiết và luôn cẩn thận trong từng việc mà mình làm. Hãy thể hiện điểm mạnh của bản thân để gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo, người tuyển dụng nhé. Ngoài ra, việc lập kế hoạch làm việc cũng cần phải căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc là lý tưởng hóa mọi việc. Chỉ khi bạn đưa ra được những mục tiêu cụ thể, phản ánh đúng tình hình thực tế, bạn mới có động lực để thực hiện và thực hiện đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong thời gian này, bản mệnh vẫn phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ hung tinh đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng phải cẩn thận, khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong phát triển sự nghiệp, người tuổi Tân Sửu nếu kết hợp với đúng tuổi hợp với mình, sẽ có được một sự nghiệp vững chắc và ổn định. Không những vậy, tuổi tương hợp sẽ giúp tương trợ cho vận mệnh của bạn. Và chỉ khi hợp tác với một trong những tuổi dưới đây, thì người tuổi Tân Sửu mới có thể đạt được những thành công và may mắn, không lo thất bại. Đó là những tuổi Nhâm Tý, Ất Mão và Tân Sửu. Những tuổi này đều mang lại sự thuận lợi, may mắn và phát triển, giúp ích rất nhiều cho sự thành. Về phương diện tài lộc, bước sang 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tân Sửu có công việc phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan. Trong tháng mới này, người tuổi Tân Sửu có thể thu được khoản tiền kha khá, giúp bạn cải thiện cuộc sống có thể để dành và tiết kiệm một phần. Cục diện ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi nâng đỡ, người tuổi Tân Sửu làm công ăn lương, hoàn thành tốt công việc của mình, có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương. Với những người tuổi Tân Sửu vừa tìm được việc làm, bản mệnh kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới. Việc đó sẽ đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện theo chiều hướng tốt. Đối với những người tuổi Tân Sửu làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bạn cần nhạy bén để nhận ra đâu là thời điểm để ký kết hợp đồng, làm ăn với đối tác. Thời gian này, có nhiều thời cơ mở ra trước mắt, nhưng không phải cơ hội nào cũng đem về. Tiền tài dư dả, bạn cần phải đánh giá tình hình và đối tác chính xác để đưa ra những sự lựa chọn phù hợp. Trong thời gian này, nếu có ý định mở rộng đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều, bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngũ quý hung tinh tác động đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bản mệnh. Song bạn không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ tiểu nhân quấy phá. Thậm chí bạn còn đoán trước được tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Về phương diện tình cảm, gia đình, xem tử vi cho thấy,
các mối quan hệ của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Tháng mới này, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người như ý. Đối với người còn độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn đừng vội từ chối đối phương, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp gỡ. Rất có thể bạn sẽ nhận ra người đó có rất nhiều điểm phù hợp với mình. Nếu có tình cảm với ai đó, thì bạn cũng có thể mạnh dạn bày tỏ ngay trong thời gian này. Chỉ cần bạn có những cảm xúc chân thành, rất có khả năng bạn sẽ khiến đối phương cảm động. Biết đâu người đó cũng đã chờ đợi một lời yêu từ bạn từ rất lâu rồi thì sao? Đối với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một thăng khít, thậm chí hai người còn thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Nếu bạn đang nung nấu trong lòng một kế hoạch nào đó, bạn đừng ngại chia sẻ với nửa kia của mình, là người ngoài cuộc đối phương có thể có những cái nhìn đa chiều hơn và đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Về phương diện sức khỏe, bước sang 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Với cuộc sống hiện đại ngày nay, con người luôn phải chạy đua với các vấn đề cơm áo gạo tiền. Không ít người vùi đầu vào công việc, làm việc ngày đêm để có thể kiếm sống, trang trải cho đời sống của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, làm việc quá sức cũng là một trong các lý do khiến cho tinh thần của người tuổi Tân Sửu bị tổn thương và trở nên tiêu cực. Công việc rất quan trọng, nhưng người tuổi Tân Sửu cũng cần phải biết cách cân bằng nó với đời sống cá nhân. Nếu cảm thấy mọi thứ xung quanh đang diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường và sợ chết. Và dù vì bất kỳ một lý do nào, thì bạn cũng nên tạm dừng lại công việc và cho phép bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng khoảng thời gian yên bình. Cố gắng làm việc trong trạng thái tiêu cực sẽ chỉ khiến cho bản thân bạn càng bị bế tắc, công việc cũng không thể nào hoàn thành theo đúng ý muốn của bạn. Do đó, bạn nên để cơ thể và tâm trí được thả lỏng, nghỉ ngơi đôi chút, hoặc nếu có nhiều thời gian, bạn hãy tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch, thử tham gia vào các hoạt động mới mẻ, thú vị, để tâm hồn được nuôi dưỡng và phục hồi trở lại. Nhìn chung, thì người tuổi Tân Sửu không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong 7 ngày đầu tháng 4 này. Đôi khi công việc vất vả, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Song, chỉ cần bạn nghỉ ngơi, đúng lúc, thì sẽ nhanh chóng hồi phục sức lực. Để có thể luôn khỏe mạnh, có tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu, bạn nên lưu ý đến chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học. Không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, để luôn duy trì cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nữa nhé. Tiếp theo chương trình là tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi theo dõi luận giải ngay sau đây. Tử vi tuần đầu tiên, tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Căn cứ tử vi tuần đầu tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Tân Sửu có thể gặt hái được khá nhiều thành tích tốt trong công việc vào tuần đầu tiên này. Bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì, để phát huy đúng lúc đúng chỗ nên thường được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm, suy nghĩ của mình với tập thể. Rất có thể Tân Sửu sẽ nhận được sự tán thành và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đóng góp của Tân Sửu có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng thời gian qua. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công đến mấy, Tân Sửu cũng đừng trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đắn có thể khiến Tân Sửu đắc tội kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất, Tân Sửu vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. Theo tử vi tuần đầu tháng 4 âm tuổi Tân Sửu âm lịch, phương diện tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tân Sửu chăm chỉ làm việc cống hiến thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin của lãnh đạo nên thường được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả nhưng hãy cố gắng hết sức, Tân Sửu sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhắc tăng lương nếu công việc đạt kết quả tốt. Với người làm kinh tế, nhân thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi, Tân Sửu có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách, Tân Sửu sẽ thấy nhiều cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt. Có điều, trong tuần vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá,
khuyên Tân Sửu nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy, kể cả trong những công việc quen thuộc, Tân Sửu cũng cần tập trung chú ý, chớ chủ quan kẻo phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Xem tử vi tuần đầu tháng 4 tuổi Tân Sửu âm lịch, phương diện tình cảm của người tuổi Tân Sửu cũng có những khởi sắc tích cực trong tuần đầu tháng 4 này. Với người đã lập gia đình, Tân Sửu quý trọng những gì mình đang có, nên luôn cố gắng dành thời gian và giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, bản mệnh đừng ngại tâm sự, trao đổi với nửa kia của mình. Người ấy có thể đưa ra những gợi ý hữu ích, giúp Tân Sửu nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất Tân Sửu cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh, song không đáng lo ngại, chỉ cần Tân Sửu nghỉ ngơi hợp lý khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc chân tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn kẻo xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn thì nên đi khám chữa ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh tình trở nặng. Quý nhân: Tị, Dậu, Tiểu nhân, Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn: vàng, cà phê. Con số may mắn: 37, 45, 72. Tử vi tuần thứ hai, tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Bản mệnh là người xuất sắc, nhưng đừng vì thế mà tự đề cao quá bản thân, nhất là tuần thứ hai tháng 4 âm lịch này. Ngũ hành xung khắc khiến những rào cản trong suy nghĩ làm cho nhiều người tuổi Tân Sửu giới hạn bản thân trong những khuôn mẫu không đáng có. Thực ra, Tân Sửu thường xuyên muốn thoái lưu khi ai đó của vô tình phủ nhận năng lực của Tân Sửu. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu một khi đã muốn liều lĩnh hơn một chút, thì việc hỏi ý kiến sẽ nhận về thông tin trái chiều là điều dễ hiểu, vì hầu hết mọi người thích sự an toàn. Ngoài ra, khi Tam Bích nhập cung chính Tây, dự báo những rắc rối đang quẩn quanh mệnh chủ, đừng chiến đấu với bất kỳ ai, đặc biệt tránh các trận chiến pháp lý và không tham gia những việc có vẻ mờ ám. Nếu con giáp tuổi Tân Sửu không sớm tìm cách để giải quyết một cách triệt để, những hệ lụy của chúng sẽ rất khó lường. Vậy nên vạch ra từng công việc cụ thể để từng bước xử lý nó. Chỉ cần tiếp tục suy nghĩ một cách tích cực, rắc rối có thể trở thành những bài học kinh nghiệm quý giá. Thời gian này đừng quên rằng sự tôn trọng giữa các ý kiến cá nhân luôn là cần thiết. Đừng quá tự kiêu và cho là mình đúng. Đương nhiên, Tân Sửu cũng không cần phải căng thẳng khi những mâu thuẫn nho nhỏ xuất hiện, bởi có thể căng thẳng lại giúp giải quyết tốt những vấn đề đang tồn tại. Tử vi tuần thứ hai tháng 4 tuổi Tân Sửu âm lịch có chính tài ghé thăm, mang tới tài lộc rực rỡ hơn cho bản mệnh rất nhiều. Nếu ai biết tận dụng cơ hội tốt có thể gặt hái nhiều thành công, thắng lợi ở khía cạnh công việc của mình. Người làm công ăn lương chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn sẽ được ghi nhận và thậm chí nhận được tiền thưởng nhờ thành tích của mình. Thế nhưng xem ra con giáp tuổi Tân Sửu đã quá thận trọng nên lợi nhuận không quá nhiều. Lý do là Tân Sửu cũng không vững tin về những thông tin mình đang có nên có chút thiếu tự tin. Một số người tuổi Tân Sửu thời gian này dù đã có những thành quả nhất định, nhưng vẫn có chút lưỡng lự vào hồ nghi, không dám mạnh tay để đầu tư kinh doanh. Lời khuyên là Tân Sửu nên phân bổ khoản tiền đầu tư của mình hợp lý, để luôn có một phần tiền cho đầu tư an toàn và một phần cho đầu tư có lãi suất cao, đồng nghĩa rủi ro cũng cao hơn. Tử vi tuần thứ hai tháng 4 tuổi Tân Sửu âm lịch, có thể giai đoạn này bản mệnh đang hạnh phúc, nhưng đừng vì thế mà u mê hay phụ thuộc quá vào đối phương. Tân Sửu cũng nên xây dựng cuộc sống độc lập cho riêng mình với những đam mê, sở thích riêng. Xem tử vi tuần thứ 2 tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, sức khỏe của bản mệnh không được như ý, do đó cần phải chăm sóc cơ thể mình đúng cách. Quý nhân: Tị, Dậu, Tiểu nhân, Mùi, Thìn. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 67, 59. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Xem tử vi tuần thứ 3 tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong tuần thứ 3 được dự báo có thăng cũng có trầm, có phát triển cũng có khó khăn tồn tại. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải có sự chuẩn bị tinh thần, luôn linh hoạt trong mọi tình huống thì việc gì cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Trước hết là về những thuận lợi trong tuần. Nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới và sự phù trợ của các cát tinh như tà phù, hữu bật, đường công danh của Tân Sửu có xu hướng đi lên, những tham vọng mạnh mẽ tạo ra khí thế bừng bừng để con giáp này ra sức sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho tập thể,
chính thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc tạo dựng cho Tân Sửu hình ảnh tốt đẹp và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Do đó, những nỗ lực đóng góp của người tuổi Tân Sửu sẽ được đồng nghiệp và lãnh đạo ghi nhận, nếu làm tốt sẽ có cơ hội thăng tiến tăng lương. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội mở rộng kỹ năng, năng lực thông qua một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nội bộ khác của doanh nghiệp, qua đó có thể tích lũy vốn kinh nghiệm để phát triển trong tương lai. Với những người tuổi Tân Sửu đang ấp ủ dự định muốn khởi nghiệp hoặc chuyển đổi lĩnh vực thì đây cũng là giai đoạn rất thích hợp để hành động, nhưng cần đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định cẩn thận. Tuy nhiên, vì có quá nhiều việc muốn làm cùng lúc, tuổi Tân Sửu tự đặt ra quyết tâm hoàn thành các kế hoạch công việc với mong muốn gặt hái càng nhiều thành tích càng tốt. Điều này tạo ra động lực lớn lao, nhưng vô hình chung cũng gây ra áp lực không nhỏ cho con giáp này. Hung tinh Thiên Cẩu có thể sẽ làm xấu đi các mối quan hệ, tạo thị phi, điều tiếng ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh, nhất là khi Tân Sửu có xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác. Có thể Tân Sửu có ý tốt muốn thúc đẩy tiến độ chung, nhưng cách thể hiện không được lòng người đối diện, hoặc có thể chỉ vì mâu thuẫn lợi ích đơn giản, quan điểm trái ngược về một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng Tân Sửu khăng khăng với nhận định của bản thân, sẵn sàng gạt bỏ ý kiến của người khác, từ đó gây ra hiềm khích không nhỏ. Do đó, trong quá trình làm việc, người tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý xử lý hài hòa các mối quan hệ, đặc biệt là cần giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp và lãnh đạo để theo kịp sự năng động và thay đổi của công ty. Hãy chú ý cải thiện kỹ năng giao tiếp và cộng tác của Tân Sửu để có thể nhận được phản hồi và đánh giá tốt hơn. Tử vi tuần thứ 3 âm lịch, nếu có thể giữ cho sự nghiệp phát triển ổn định, đây sẽ là một tháng tài vận khá sáng với người tuổi Tân Sửu. Tuy nhiên, vận trình thăng trầm dự báo về những biến động mà Tân Sửu sẽ phải đối mặt, nhất là khi trong thời gian này Tân Sửu còn không có tài tinh chiếu mệnh, khoảng thời gian đầu tuần có thể coi là thời điểm dễ thở nhất với Tân Sửu. Càng về cuối vận khí càng suy giảm, kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tân Sửu là người biết làm ăn, tính toán, lại chăm chỉ chịu khó nên các khoản thu chính vẫn khá đều đặn. Về các khoản thu ngoài, Tân Sửu chủ yếu kiếm trác nhờ các mối làm ăn nhỏ, chứ chưa tìm được cơ hội để tìm được những Tân Sửu hàng đối tác lớn. Rất có thể trong thời gian này, Tân Sửu chưa có được thu nhập xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mặc dù Tân Sửu có thể rất sốt ruột, nhưng vạn sự khởi đầu nan, nên kiên nhẫn hơn mới mong nhìn thấy trái ngọt. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng cần chú ý quản lý tài chính, lập kế hoạch đầu tư, phân bổ chi tiêu hợp lý để tránh thua lỗ, rủi ro. Tuần này tuổi Tân Sửu được khuyên không nên vội vàng đầu tư lớn, bởi hung tinh Thiên Cẩu rình rập có thể sẽ kéo theo họa tiểu nhân, có kẻ chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh, càng không nên tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn tiến về phía trước, như vậy thì dễ vướng vào rắc rối không cần thiết, lời lãi không thấy đâu mà có khi phải đền bù thiệt hại. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì Tân Sửu đang làm bây giờ, làm tốt mọi thứ mà Tân Sửu sở hữu hơn, là việc gì cũng tham lam muốn nhúng tay vào. Bên cạnh đó, sẽ khó tránh những thời điểm gây ra những sai sót trong sự nghiệp và cách giải quyết những vấn đề này là quan trọng nhất. Nếu tuổi Tân Sửu biết mình đã ra quyết định sai lầm nhưng lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận của Tân Sửu. Về phương diện tình cảm, rất may là mọi việc không có nhiều xáo trộn, nên tuổi Tân Sửu gần như không có gì phải lo lắng, các mối quan hệ êm đềm, nhờ đó Tân Sửu có thể yên tâm tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe của Tân Sửu trong tuần thứ ba này, do đó Tân Sửu nên chú ý chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc may mắn, đen, đỏ, con số may mắn, 37, 59, 28. Tử vi tuần thứ tư, tháng tư âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Xem tử vi tuần cuối cùng tháng tư tuổi Tân Sửu âm lịch, bản mệnh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Lúc này nên tiếp tục hoàn thiện những gì Tân Sửu đang làm tốt và tránh rẽ vào những miền đất xa lạ. Đây không phải thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với cách Tân Sửu làm việc, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh điềm báo có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng cuộc sống của Tân Sửu. Cho dù cố gắng hài hòa nhưng Tân Sửu vẫn có thể nổi nóng khi những kẻ phá đám xuất hiện trong cuộc đời Tân Sửu. Rắc rối cũng có thể xuất hiện dưới dạng kiện tụng hay tranh chấp pháp lý. Thời gian này bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh của mình, tránh việc vô tình tiết lộ khiến kẻ xấu nhân cơ hội này để gây hại cho Tân Sửu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng xung quanh Tân Sửu vẫn có nhiều người tốt bụng, do đó đừng để bản thân rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức, khiến Tân Sửu phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy bình tĩnh và luôn luôn chủ động trong mọi tình huống nhé.
Tử vi tuần thứ tư của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh mở ra những cơ hội mới khá hay ho đối với con giáp tuổi Tân Sửu, nhất là với những ai ham học hỏi. Tân Sửu có thêm nhiều thông tin hữu ích để có thể gia tăng nguồn thu hoặc lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên, Tân Sửu cũng cần thời gian cân nhắc và lựa chọn một cách thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính vì mọi việc có thể không tốt đẹp như Tân Sửu tưởng. Lúc này nên ưu tiên việc tìm hiểu. Đây không phải thời điểm tốt để tham gia liên doanh hay hợp tác mới, kể cả nếu có những cơ hội vô cùng hấp dẫn, hãy đợi đến tháng sau. Trong kinh doanh, bản mệnh cần tỏ ra chừng mực khi đưa ra quyết định. Đây không phải lúc Tân Sửu có thể mạo hiểm, tránh đầu tư một lượng tiền lớn hay thay đổi cách làm việc nếu mọi thứ đang ổn. Tuần cuối tháng, con giáp tuổi Tân Sửu đừng để những chuyện cũ gây phiền não. Hứa hẹn đây là tháng tràn trề hy vọng cho bản mệnh, vì thế hãy chủ động hơn trong các mối quan hệ nhé. Tam hợp đã bật đèn xanh cho những con giáp tuổi Tân Sửu đang e ngại chưa dám tỏ tình, thì nay hãy chủ động tấn công. Tân Sửu dễ thành công nếu bày tỏ trong tháng 4 âm lịch này. Có thể nói, sau những sóng gió thì tuần cuối tháng 4 của tuổi Tân Sửu âm lịch lại báo hiệu những tín hiệu tích cực về phương diện tình cảm, giải tỏa những lo lắng đang ngự trị trong lòng bản mệnh suốt thời gian qua. Theo dõi tử vi tuần cuối tháng 4 tuổi Tân Sửu âm lịch, sức khỏe của bản mệnh có vẻ tốt hơn, dễ đạt được cân nặng như Tân Sửu mong muốn. Ngoài ra, Tân Sửu tránh việc thức khuya khiến cơ thể mệt mỏi vào sáng hôm sau. Giấc ngủ và nghỉ ngơi là cách tốt nhất để hồi phục sức khỏe. Hãy đảm bảo Tân Sửu được ngủ đủ giấc trong ngày, thường xuyên giải lao và có quãng nghỉ để tăng cường sức khỏe và tăng cường khả năng tập trung. Quý nhân, Mão, Hợi, Tiểu nhân, Dần, Thân, màu sắc may mắn, xanh lá, đỏ, con số may mắn, 54, 17, 92. Quý vị thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Sửu là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé! Tuổi Sửu sinh ngày 11 âm lịch, có cách cư xử quyết đoán, can đảm và dũng mãnh. Số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng nhưng ung dung, lâu dài hơn hẳn những người khác. Tuổi Sửu sinh ngày 13, trời sinh có phúc, có lộc, được người khác yêu mến và kính trọng, cuộc đời gặp nhiều quý nhân, có hy vọng thành công, gia trạch hưng vượng, con kế đông đúc và ngoan ngoãn, cơm no áo ấm. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi Sửu là ngày 20 âm lịch, báo hiệu con người thiện lương chân thành, nhân duyên vượng. Kinh doanh có lộc, sự nghiệp phát đạt, tài lộc không cần phải nghĩ ngợi. Người tuổi Sửu sinh ngày 26, tính tình phóng khoáng, hoạt bát lạc quan, làm việc công chính, biết hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác, có tấm lòng chân thành, số vinh hoa phú quý. Người tuổi Sửu sinh ngày 27 âm lịch, một đời trung hậu tốt bụng, giữ lễ nghĩa chí tín, phóng khoáng hào hùng, ít phải lo nghĩ sầu muộn, là số vô ưu, sướng vì biết đủ và không ham làm giàu bất chính. Quý vị thân mến, cổ nhân xưa có dạy rằng, nước sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, ý nói ở đời đâu phải lúc nào cũng cần phải phân đo cao thấp, học cách thấu hiểu mà sống, cuộc sống không phải chiến trường, đâu cần phải so cao thấp, giữa người với người, thêm một phần thấu hiểu sẽ bớt một chút hiểu lầm. Cổ nhân có câu, nước sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu là thế, tâm rộng bao nhiêu, niềm vui bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, đắc được càng nhiều. Đừng nên bình luận người khác hay phán đoán đúng sai bằng ánh mắt và nhận thức của bản thân. Đừng khắt khe yêu cầu quan điểm của người khác cũng phải giống với bạn. Đừng kỳ vọng người khác luôn thấu hiểu bạn, bởi mỗi người đều có tính cách và quan điểm riêng. Con người thường quá đặt nặng bản thân so đo được mất mà cảm thấy người khác phải thấu hiểu mình. Kỳ thực, hãy coi nhẹ bản thân một chút, giảm bớt cái tôi đi một chút, thêm nhiều sự đồng cảm, cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Người càng xuất sắc lại càng bị người đời nói dọc nói ngang. Vậy nên, đừng nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng để tâm khi bị bàn tán thị phi. Trên thế gian không có việc nào không bị bình luận, cũng chẳng có ai không bị bàn tán bao giờ. Miệng của người khác chúng ta chẳng thể kiểm soát, nhưng ta lại có thể giữ tâm thản nhiên lặng nhìn thế sự rối ren. Tâm tĩnh mới có thể nghe được âm thanh của vạn vật, tâm tịnh mới có thể nhìn thấu bản chất của vạn vật, lắng lại lòng mình. Tĩnh nhìn thế sự thì vạn vật ắt đổi thay. Chung sống với người cần chú trọng cách thức, có những việc phải nhẫn, không tức giận. Có những người phải nhường, chẳng bận tâm, chịu thiệt vài lời thì đã sao, nhường người vài phân thì thế nào, ai ai cũng đáng được tôn trọng, người người đều khao khát được cảm thông.
nước sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Hãy học cách coi nhẹ cá tính, học cách nhẫn cơn tam bành mà đối mặt với chuyện bất mãn. Mọi việc đừng khắt khe quá, quá khắt khe thì không có đường ra. Đãi người đừng hà khắc quá, quá hà khắc thì chẳng có bạn bè. Hiểu cách nhường bước mới có được tấm lòng độ lượng, biết cách khoan dung mới lộ rõ khí chất hơn người. Sở đoạn của mình không nên giấu, càng giấu càng dốt. Sở trường của mình chẳng nên khoe, càng khoe càng cản. Khi đắc ý đừng khoe khoang, lúc thất ý chớ chán nản. Hoa chẳng thể thắm trăm ngày, người chẳng thể trăm tuổi không suy bại. 3 phần do số mệnh, 7 phần do bản thân ứng xử kiếp này. Đã cố gắng hết mình là được, đã dốc hết lòng thì buông thôi. Bởi vì kết quả không phải là mục đích cuối cùng, mà trải nghiệm suốt cuộc hành trình mới là điều chân quý nhất. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các canh tí. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.